na đây đi đặt 7. Ở miền núi hay là ở miền thôn quê các bạn, đó, rất là khỏe, ít bị bệnh tật, bởi vì họ vận động nhiều các bạn. Những chị em ở thành phố thì không được như họ, không có điều kiện để vận động như họ, phải đi tập gym, aerobic. Thế giới họ kêu gọi bảo vệ thiên nhiên hoang dã các bạn, cũng đúng thôi. Khi xã hội con người phát triển thì cái diện tích mà thiên nhiên hoang dã dần dần nó hẹp lại. Tư đô thị sầm uất, sầm uất. Thực ra việc bảo tồn cũng rất là quan trọng các bạn. Đây, hình thành một cái đường nước để làm mẩy rồi. Nước rất là trong.
bạn bẫy bằng cái lưới. Làm cái bẫy kiểu này á, là nó cực lúc mình đắp cái lọc thôi mà cũng phải lựa cái địa hình ở cái đoạn suối nào mà nhiều đá mới làm được. Phải dằn mấy cái mép lưới rồi. Nước chảy êm chắc cũng không sao. Dằn mấy mét lưới vậy căng nó cho nó đứng yên, con cá nó vô bẫy rồi nó quẩy tung lưới nữa. Rất đơn giản mà hiệu quả. Rồi về nhà làm việc nhà thôi, chỉ làm công việc thôi. Rồi, khoảng vài tiếng sau quay lại bắt cá thôi.
3 tiếng sau. Vậy là có cá rồi. Có chưa? Chắc chắn là có rồi. Đó. Nhóc luôn. Nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá. Không biết đâu nhiều quá. Phải hơn 10 con. Tầm 3-4 ký cá có đó các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ nha. Bye bye.